Cửa đan giày của các bác để theo chủ nhà nhé. Đan giày cột khoảng cách 1,5 phân. Tám bảy cây. Bốn tám bảy cây. 17 cân. 16 42. 100. Cửa này 2.7, 2.8 chặt gì. Gà. À, anh Đỉnh Elop ở nhà làm một bộ cánh cửa 2 ngày rồi. Đốt hết 280 cân Elop. Em vừa mua hai cái đấy, hôm qua bảo. Như lúc sợ bay nó đúng ra trên tầm cao của đóng cái búa này, cán hố này. Bên này ra giữa đi. Cho nữa đi. Chưa được đâu. Khéo trượt chân đấy, khéo trượt chân đấy. Đừng ra một bên không được đâu. Một bên anh Hiền phải đứng lên. Đừng để trượt dày đấy. Đấy, không có điểm đấy. Góc này nữa, anh nhảy góc này nữa. Ăn bắp bò khác.